chút đời trong mưa. Cơn mưa chiều bất chợt làm người ta vội vã. Vội không vì sợ mưa làm ướt, mà vì mưa nhiều việc phải gián đoạn lúc chiều về. Trời chợt mưa nên tôi tìm một chỗ trú. Nhìn những hạt nước tóe văng, công việc đang dang dở cùng cái nắng gay gắt như tan biến, tuôn chảy thành dòng thác nhỏ dọc bên lề đường. Trong cái khoảng lặng bất ngờ đó, bỗng có tiếng chào mời mua vé số của một cô gái trẻ độ tuổi đôi mươi, tươi thắm trong bộ quần áo có nhiều sắc hoa. Giọng nói và nụ cười trong trẻo của cô thật tương phản và như thách thức cái vẻ ngoại hình rất lạ của mình. Sự kỳ lạ ấy không phải vì cô có điều gì đó dị biệt với mọi người, mà cái lạ đó là vì cô không còn đôi tay. Cánh tay bên phải không biết ngắn đến đâu, bởi phần vải nơi cánh tay đã che khuất. Còn cánh tay bên trái thì cục trên cả phần cùi chỏ. Vẻ kỳ lạ càng ấn tượng hơn, bởi sắp vé số được ràng bằng sợi thun đen to bản ngay vào phần cục ngụm ấy. Và cứ tự nhiên như thế, cô đưa tay mời những người khách đang trú mưa ở ven đường. Người mua tự gỡ sắp vé số ra khỏi tay cô, rồi trả tiền bằng cách bỏ vào chiếc túi vải cô đeo nơi cổ. Có lẽ người ta mua vé số giúp cô không phải vì lòng trắc ẩn, không phải để cầu may, mà mua vì nể phục nghị lực phi thường của cô gái trẻ. Bác xe ôm đang trú mưa vừa rằng sắp vé số còn lại giúp cô, vừa hỏi chuyện với giọng đầy thông cảm. Mất cả hai tay như cháu thì cơm nước tắm rửa vệ sinh như thế nào, chắc là khổ lắm. Không chút mặc cảm và thật tự nhiên, như đã quá quen thuộc với lời thắc mắc, cô ấy nói: cháu bị tai nạn từ nhỏ nên đã quen rồi, mọi sinh hoạt hàng ngày cháu đều tự mình, có cách hết đó bác ơi. Nếu mọi người sinh ra mà không có đôi tay thì tất cả cũng đều phải tự mình xoay sở như cháu thôi. Cơn mưa rồi chợt dứt, cô gái lại tiếp tục công việc của mình. Bác xe ôm có khách cũng dù chạy đi. Dòng xe cộ tứ phía lại rùng rùng tấp nập. Màu xanh của hàng cây ven đường lại như hồn nhiên hơn sau cơn mưa chiều. Điểm dừng chân bất chợt đã giúp tôi ngộ ra nhiều thứ. Thử tưởng tượng xem, nếu trong hoàn cảnh của cô ấy, biết mình sẽ xoay trở ra sao. Tôi bỗng giật mình, mừng rỡ vì nhận ra ta đang hạnh phúc. Sung sướng thật, bởi ta chưa rơi vào nghịch cảnh. Rồi như có một chút hụt hẫng vì đang được hưởng niềm an vui đó. Nhưng liệu ta đã chia sẻ được gì với những người bất hạnh? Dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt hay chỉ là một câu hỏi đậm cảm thông ân tình.